Cái thứ ba là tư duy kém. Các vấn đề trong xã hội con thường lười suy nghĩ mà chỉ biết hỏi người khác, có những cái mà người khác thấy đó là chuyện đơn giản nhưng con lại ngu ngơ không tư duy được, mặc dù trước đây con là người có đủ 6 căn. Sư xin thưa đó, cái chuyện mà tư duy kém nó khác với cái chuyện lười suy nghĩ. Cái tư duy kém chúng ta có những phương pháp để mà chúng ta tăng trưởng, nhưng mà khi chúng ta lười rồi đó thì tất cả các phương pháp nó đều vô dụng. Đấy. Phải tập, phải tập siêng. Chứ còn bây giờ mà chúng ta lười suy nghĩ thì bây giờ sư có nói cái gì cũng lười làm theo thì sư chịu thua. Đó. Giống như bác sĩ kêu là bệnh này là phải siêng năng vận động, mà tôi mà nói bác sĩ là nhưng mà bây giờ tôi lười vận động, tôi lười vận động thì bác sĩ cho tôi thuốc đi để mà tôi hết bệnh, nhưng mà tôi chỉ muốn uống thuốc cho nó hết bệnh thôi, nhưng mà tôi báo trước tôi cũng lười lắm, có khi tôi lười uống thuốc nữa thì xin có khi là bác sĩ tiễn mình ra bằng chân, đạp ra khỏi cửa, vì chứ cái lười là chịu thua nha, lười là chịu thua. Còn để mà tăng trưởng cái tư duy đó, tăng trưởng cái trí tuệ đó, đầu tiên là chúng ta phải siêng. Không có bất kỳ một thành tựu nào là dành cho cái người lười biếng hết trơn. Phải siêng. Còn nếu mà nhắm mình lười rồi đó thì thôi tới đây rồi, khỏi khỏi nghe sư nói tiếp nữa, tại vì sư có nói tiếp cũng vậy thôi. Tại vì đã lười rồi là không có xài được cái chỗ nào hết trơn. Phải siêng, phải thay đổi mình. Ha, phải siêng. Siêng cái gì? Thứ nhất, siêng học hỏi. Siêng động não. Siêng siêng học hỏi học bất kỳ cái gì phải siêng học thuộc từ cái vấn đề ngoài xã hội cho đến những cái vấn đề trong giáo lý, chứ không có ai mà tự nhiên là cho quý vị một cái cục kiến thức mà quý vị tự nhiên quý vị nhớ được hết trơn. Sư đồng ý là nó có những cái vấn đề như thế này, đó là sư rất rất dở trong cái chuyện nhớ mặt và nhớ tên, đặc biệt là người nữ. Sư rất dở trong cái chuyện nhớ mặt và nhớ tên, tại vì thứ nhất là khi mà xuất gia rồi đó thì không có nên nhìn mặt người nữ, không có nên nhìn mặt người nữ, và chính vì không có nhìn mặt người nữ á, thành ra trừ khi mấy bà già là một, rồi cái người mà tới chùa thường á là hai, thì sư mới biết mặt họ thôi, chứ còn ngoài ra là có khi là sư không biết mặt, mà biết mặt là một, mà có khi biết mặt không nhớ tên. Thành ra thông cảm nha, có nhiều Phật tử á, sư biết họ đó mà sư không nhớ tên, mặc dù có thể nói là trời ơi sư ơi sư, con theo sư, con theo biết bao nhiêu lâu rồi sư, trời ơi con nói chuyện với sư, con giúp sư, con làm hết biết bao nhiêu thứ, mà bây giờ sư không, sư hỏi con tên gì thì mà nói vậy đó, tại vì sư không có lưu tâm, không có lưu tâm mà để ý là nhớ là cái người này tên gì. Xin thưa à, đó là cái dở của sư. Nhưng mà so với cái học pháp á, học đạo á, là tại sao mà có nhiều người nói học kinh tụng Pali nó khó, hoặc nhiều người nói học kinh tạng khó mà sư vẫn học được, tại vì mình chịu bỏ thời gian ra mình đầu tư. Cứ một cái gì thử tưởng tượng cái chuyện mà nhai từ sáng cho tới chiều, mà nhai mà cái cơ miệng mà nó mỏi luôn á, nhai nhai tới nhai lui, nhai tới nhai lui, nhai vậy đó mà còn sợ chưa có nát nữa đó, mà nhai tới nhai lui, nhai tới nhai lui, thì như vậy mới thủ kinh cũng vậy, chịu để ý, chịu lưu tâm, chịu cố gắng học thì nó mới thuộc kinh, mới nhớ kinh, chưa đâu ra đâu có ai giỏi đâu mà nói một lần thuộc liền đấy, phải cố gắng mà học. Mà hồi xưa là người ở trong gia đình á, người nhà đó đánh giá sư là thằng này nó không có thông minh,
nhưng mà nó được cái lấy cần cù nó bù thông minh đó. Mình phải siêng thì mình mới nhớ được cái này, nhớ được cái kia, mà chính từ những cái nhớ đó đó mình mới có thể mình đem ra mình tổng hợp lại rồi mình xài. Đời hay đạo nó cũng vậy à. Anh không có chịu khó, anh không có siêng, anh lười rồi thì không ai giúp được anh hết trơn. Anh phải siêng, anh học thì tự nhiên là anh mới có cái để mà anh tư duy ha. Chứ còn đừng có đổ thừa, chúng ta không nên đổ thừa. Nhất là cái lười là chúng ta không thể đòi đổ thừa được.